Các tay súng đã bắt cóc 6 thủy thủ Việt Nam và bắn vào một người khác hôm 11 tháng 11 khi một chiếc tàu chở hàng bị chặn ngoài khơi một hòn đảo phía nam Philippines, vốn là cứ địa của nhóm phiến quân Abu Sayyaf. Theo chỉ huy lực lượng tuần duyên Philippines, khoảng 10 tay súng vũ trang đã tràn lên boong tàu để bắt người khi tàu ở ngoài khơi hòn đảo Basilan và hiện chưa rõ số phận của những người bị bắt đi. Một người bị thương do bị bắn đã được đưa tới một bệnh viện địa phương để chữa trị, theo Reuters. Đây là vụ bắt cóc con tin thứ hai ở miền nam Philippines trong một tuần. Một số tờ báo ở trong nước gọi những tay súng trên là những kẻ khủng bố Philippines. Hồi đầu tuần, Abu Sayyaf, nhóm phiến quân tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo, đã bắt cóc một công dân Đức. Quân đội Philippines cho biết phát hiện xác một người phụ nữ là bạn đồng hành của người bị bắt cóc trên một chiếc thuyền buồm bị bỏ lại ở ngoài khơi một hòn đảo gần Basilan. Vụ tấn công mới nhất vào tàu chở hàng thương mại xảy ra chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo Philippines và Malaysia đồng ý tăng cường hợp tác hàng hải nhằm ngăn chặn nạn hải tặc. Theo báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Philippines để làm rõ thông tin về vụ việc. Cục lãnh sự của Việt Nam cũng đã trao đổi thông tin với Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội để cùng hợp tác giải quyết vụ việc.